sẽ nấu món mì xào rau nấm chay. Nguyên liệu thì có gì cho nấy. Thì hôm nay thì mình có cải thảo, cải muỗng, cái cà rốt và nấm đùi gà chay. Và phải có đó là mì chay. Mì chay này mình sẽ cho tràn vào nước sôi trước. Nước sôi thì mình thả mang mì vào để cỡ 1 phút. Khi mì mềm là mình sẽ bớt mì ra để ráo. Sau đó chúng ta bắt vào lên và khử thơm luôn. Cho ba rô vào thử. Thì mình ăn chay đến nay là được 12 năm. Và chủ yếu là mình ăn thuần chay. Ba đưa vòn cho thơm rồi mình cho các nguyên liệu vào trong lửa. Cà rốt,
hơi nhỏ con. Cho miếng chai. Mình có thể sử dụng những cái gói gia vị trong với mình. Thêm tương tương tà và nước hấp. Thì xu hướng hiện nay là nhiều bạn trẻ ăn chay nhiều hơn ngày xưa. Thì ăn chay bây giờ là không như khi xưa nữa, là đồ ăn nó phong phú hơn. Và ăn chay cũng là một cách để bảo vệ sức khỏe. Thì mình cho mì vào trộn đều.
sẽ cho ra gì vậy? Món ăn này là đầy đủ rau củ. Món ăn của mình đã xong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.